tương tác đa chiều, giảm nghèo bền vững. Thưa quý khán giả, hàng năm Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp sẽ ký kết hợp đồng với Tổ dịch vụ bưu điện tỉnh Đồng Tháp để ủy quyền thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Theo đó, hệ thống bưu điện tỉnh hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh và bố trí nhân viên thu và điểm thu tại các xã, phường, thị trấn nhằm thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện thuận tiện và nhanh chóng cho người dân. Trong chuyên đề kết nối thông tin kỳ này, chúng tôi có phóng sự đề cập đến việc thực hiện công tác này tại một số địa phương. Mời quý khán giả cùng quan tâm theo dõi. Vừa hay bảo hiểm y tế gần hết hạn, chị Nguyễn Thanh Ngọc đã đến bưu điện để mua nối tiếp. Chỉ mất chưa đầy 10 phút, chị Ngọc đã có thể mua xong một cách đơn giản. Thông qua truyền thông, chị Ngọc biết được bưu điện có tổ chức thu các loại bảo hiểm. Chị đã đến và mua mỗi khi đến hạn. Điều này đã tạo thuận lợi rất nhiều cho người dân như chị vì không mất thời gian và công việc. Nói chung hồi đó chị cũng không biết ở bưu điện có bán bảo hiểm y tế. Tại sao chị nghe người này người kia mua, chỉ lên đây mua, thì chị lên đây chị mua. Bảo hiểm thì là, nói chung là mua bảo hiểm nó cũng tốt cho sức khỏe. Sau này mình có gì mình có bảo hiểm mình nó cũng đỡ hơn. Nó cũng ưu tiên cho mình khi nợ tiền mình cũng giảm phần nào. Ngoài các điểm bưu điện, thông qua đội ngũ cộng tác viên thu với 281 điểm thu tại nhà, những cộng tác viên đã tập trung công tác tuyên truyền, vận động, nhắc nhở làm thế nào để người dân duy trì tham gia bảo hiểm y tế một cách liên tục. Cô bán lần đầu tiên mấy năm đầu tiên đấy ha, người ta không biết thì cô đến nhà thì người ta biết người ta mua, nhất là những cái thứ khác đó người ta không biết thì người ta từ chối, người ta biết mình rồi thì người ta mua, sẵn sàng mua. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, vận động thông qua các cuộc họp, hội thảo mà tỷ lệ tham gia đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện tại một số địa phương đạt và vượt chỉ tiêu. Như tại phường 2 thành phố Cao Lãnh, hai loại hình bảo hiểm này đều đạt tỷ lệ 100% trên giao. Trong thời gian qua mà công tác thu bảo hiểm y tế hộ gia đình và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn phường thông qua tổ chức thu của bưu điện thì mang lại kết quả rất cao. Cộng tác viên thu của bưu điện kịp thời cập nhật các cái danh sách các hộ gia đình sắp tới hạn, thông tin đến đối tượng tham gia, đảm bảo cho các cái đối tượng tham gia được tiếp tục tham gia khi tới hạn đóng. Qua cái công tác phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiều cái biện pháp đồng bộ trong việc tuyên truyền vận động cũng như là thông qua cái tổ chức thu của bưu điện thì tỷ lệ người tham gia bảo hiểm hộ gia đình và bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn phường đều đạt 100% chỉ tiêu trên giao, đảm bảo chính sách an sinh xã hội, giảm bớt một phần khó khăn cho các hộ không may bị ốm đau bệnh tật cũng như là hoàn thành cái chỉ tiêu về phát triển người tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn phường. Tại xã Thường Phước 2, dù là xã biên giới nhưng Thường Phước 2 đã chủ động và tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm thông qua cộng tác viên thu, công tác bám địa bàn, quản lý nhân khẩu, đoàn viên, hội viên chặt chẽ đã góp phần làm tốt công tác thu các loại bảo hiểm, giữ vững tỷ lệ tham gia hàng năm. Qua đó, không chỉ giúp xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao mà còn đảm bảo quyền lợi cho người dân khi khám chữa bệnh. Thì trong cái công tác phối hợp á, cái hiệu quả nhất á, thì cái vai trò của cái bưu điện phối hợp với chỗ bảo hiểm huyện cũng như là các xã thị trấn, và đặc biệt là cái vai trò của cái bưu điện lãnh đạo cái tổ dịch vụ thu cũng như các cộng tác viên mà để mà làm sao để mục đích tuyên truyền vận động cho người dân am hiểu về cái luật bảo hiểm cũng như là tích cực tham gia công tác bảo hiểm xã hội của địa phương. Thì cái phương hướng phấn đấu từ đây đến cuối năm thì để đạt các chỉ tiêu của huyện ủy, ủy ban huyện giao, thì ủy ban xã sẽ phối hợp với bưu điện cũng như là các tổ dịch vụ thu cũng như là cộng tác viên để tăng cường công tác tuyên truyền vận động cho người dân hiểu về cái luật bảo hiểm để tích cực tham gia, mục đích để bao phủ cái bảo hiểm toàn dân. Thì về cái chỉ tiêu mới thì hiện tại thì cái tỷ lệ như vậy thì tụi tôi đã đạt luôn cái chuẩn nông thôn mới nâng cao rồi. Đó thì chắc nghĩa là trong năm 24 này cũng như là các năm tiếp theo để làm sao duy trì cái đạt bảo hiểm y tế cũng như bảo hiểm xã hội tự nguyện là đạt 100% theo các chỉ tiêu hàng năm của huyện giao. Tại bưu điện huyện Hồng Ngự, việc bố trí nhân viên thu được thực hiện đảm bảo theo quy định. Mỗi xã có một điểm thu và đảm bảo có một nhân viên thu tại các điểm thu theo quy định. Mạng lưới nhân viên, cộng tác viên thu thuộc tổ chức dịch vụ thu bưu điện đã hoạt động và tích cực bám sát địa bàn để hoạt động, hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hiệu quả.
Qua đó đã giúp huyện Hồng Ngự duy trì trong nhóm đầu các địa phương có tỷ lệ thu đạt trên 90% của tỉnh. Trong nhiều năm qua, cái công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế được sự là quan tâm sát sao của thường trực huyện ủy, ủy ban dân huyện, sự phối hợp của cơ quan bảo hiểm xã hội huyện, ủy ban dân các xã, thị trấn và các cái tổ chức chính trị xã hội của huyện, đặc biệt là cái đội ngũ cộng tác viên là quyết tâm và quyết liệt trong công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, nên cái kết quả là trong nhiều năm qua là huyện đạt cái chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế do cấp trên giao. Thì trong thời gian tới, để mà tiếp tục hoàn thành cái chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế, cũng rất mong là các cấp lãnh đạo là quan tâm nhiều hơn nữa, chỉ đạo quyết liệt kịp thời hoàn thành cái độ bao phủ bảo hiểm y tế trong cái thời gian tới. Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế được quan tâm và chú trọng. Từ đó, nhận thức của người dân ngày càng được nâng lên, đã góp phần trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Bưu điện phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, hội nghị khách hàng, ra quân theo nhóm nhỏ, đảm bảo đạt hiệu quả, góp phần tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng. Từ đó, người dân hiểu rõ thêm về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thời gian qua thì hệ thống nhân viên thu và cộng tác viên thu của bưu điện với vai trò là cánh tay nối dài của cơ quan bảo hiểm xã hội trong công tác thu và vận động phát triển người tham gia, bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với tổ chức dịch vụ thu cùng với ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các cấp để mà tổ chức các cái hội nghị tuyên truyền, hội nghị truyền thông khách hàng, ra quân theo nhóm nhỏ với cái phương châm là đi từng nhà ngõ, gõ từng nhà để mà tuyên truyền vận động người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Từ đó thì làm thay đổi cái nhận thức của người tham gia về cái chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đó thì bên cạnh mình tuyên truyền vận động đối với người dân ở địa bàn xã, phường, khóm ấp, thì bưu điện thì cũng chú trọng tới cái việc là phối hợp với bảo hiểm để tuyên truyền đối với cán bộ, công nhân viên trong cái cơ quan xí nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, nó để cán bộ công viên hiểu, từ đó là vận động người thân của mình cùng tham gia các cái chính sách bảo hiểm này. Nó thì sau khi mình thực hiện tuyên truyền rồi vận động tham gia xong thì mình chú trọng tới công tác quản lý cái người tham gia. Nó thì cũng phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý rất là chặt chẽ những cái đối tượng đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như là cái bảo hiểm y tế, để làm sao mà khi đến cái thời hạn mà đáo hạn á, nó thì để người dân biết tiếp tục tham gia đóng duy trì để đảm bảo cái quyền lợi cũng như là cái lợi ích của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như là cái bảo hiểm y tế. Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác thu bảo hiểm thông qua tổ chức thu của bưu điện, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn cần được tháo gỡ. Trong đó, việc sử dụng biên lai điện tử thu tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, đôi khi việc thực hiện chuyển nộp hồ sơ tiền đóng của người tham gia đôi lúc chưa kịp thời. Đội ngũ nhân viên thu và cộng tác viên đa số có tuổi đời khá cao, ít thông thạo về công nghệ thông tin, nên trong quá trình thực hiện hồ sơ đôi lúc còn chậm. Nhân viên phụ trách lĩnh vực bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng của bưu điện thường xuyên có sự thay đổi, nên chưa nắm bắt kịp quy trình thu nên dẫn đến sai sót. Cùng với việc tăng cường truyền thông thì đây sẽ là những yếu tố cần khắc phục để chính sách về bảo hiểm được lan tỏa đến mọi người dân trên toàn tỉnh. Đến đây thì chuyên mục kết nối thông tin kỳ này xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chuyên mục kỳ sau.